Xin chào các bạn. Thì hôm nay Ed sẽ giới thiệu thêm các bạn một cái đèn pin kim đèn sạc của thương hiệu Comet ha. Đây mã hàng là CRT 455 ha. Cái mã hàng CRT 455 nha các bạn. Thì sản phẩm này có gì đặc biệt? Đây là sản phẩm vừa mới ra đời luôn ha. Chúng ta đi sơ qua về thông số kỹ thuật nó xíu. Đây là sản phẩm dùng pin sạc. Cái dung lượng pin nó là 1800 mAh ha, pin 3.7V input á, nên chúng ta có thể xem nó như là một cái pin sạc dự phòng ha. Chúng ta sạc 3.7V ha, nghĩa là chúng ta sẽ cắm sạc cho nó bằng cái cốc sạc điện thoại được, tại vì nó tặng kèm chúng ta một cái dây cáp micro USB. Chúng ta dùng cắm cái dây cáp vào, chúng ta nối với cốc và cắm trực tiếp vào nguồn điện để sạc, hoặc là sạc thông qua cục pin dự phòng, hoặc là thông qua cái ổ USB của PC hoặc là laptop ha. Tất cả các thông tin sản phẩm thì chúng ta dễ dàng gọi 1800 1739 nhấn phím 2 để được hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, hoặc mua hàng số lượng lớn, hoặc bảo hành sản phẩm ha. Tất cả thông số về cân nặng, kích thước ở trong đây mình đã quay rõ ha, nó có tem phụ phía dưới đít à. Các bạn xem ha, kích thước là 85 x 85 x 202 mm, một cái là một hộp, trọng lượng 260 gram. Ok, thì sản phẩm này nó có gì đặc biệt? Nó có hướng dẫn sử dụng chi tiết ở trên bao bì rồi ha, các bạn đọc thì có thể dễ dàng biết sử dụng. Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp, cho nên mình sẽ đi sơ đi nhanh qua những cái hướng dẫn kỹ thuật nó nằm đây ha. Mình nói rồi cho nên mình sẽ không lặp lại ha. Chúng ta có một cái hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết ha. Chúng ta có một phiếu bảo hành và chúng ta có một cái cáp micro USB tặng kèm. Đó, đây là sản phẩm thực tế chúng ta sẽ nhận, là cái đèn pin Comet CRT 455, đèn pin kim đèn sạc đây ha. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào sơ qua cái tổng thể về cái ngoại quan của sản phẩm này. Ở trên đây là cái đèn sạc các bạn ha, rất là thẩm mỹ luôn. Chúng ta vừa dùng đèn pin chúng đi đường ha, hoặc là dùng đèn sạc khi cúp điện dùng trong nhà, hoặc là chúng ta xách đi, rất là tiện lợi, rất là đẹp luôn. Đây là nút nguồn các bạn ha. Đây là sản phẩm dùng pin sạc nha các bạn. Nãy mình đã chia sẻ rồi, cái pin nó là 1800 mAh. Để chi tiết thì mình sẽ nói rõ hơn xíu. Cái đèn pin này thì nó gồm một cái bóng led 2W đó ha, 1 x 2W ha. Đây, còn đèn sạc ở bên đây á, đèn sạc bên đây nè, thì nó gồm 19 bóng led mà mỗi bóng 0.5W, cho nên cái đèn sạc này nó có công suất là 9.5W cộng đèn pin 2W, thì tổng công suất của đèn pin và đèn sạc của sản phẩm này là 11.5W. Đèn pin thì chúng ta sử dụng ánh sáng thấp nhất là 80 giờ ha, còn mạnh nhất thì sử dụng được 3.5 giờ liên tục. Còn đèn bàn thì chúng ta sử dụng thấp nhất thì sử dụng được 40 giờ liên tục, và mạnh nhất là 1.5 giờ liên tục. Khi mình nói là từ thấp nhất đến cao nhất là các bạn an tâm là nó có thể điều chỉnh độ sáng ha. Đó, thì nó trong khoảng vậy thôi. Thời gian sạc chúng ta là 6 đến 8 giờ, mà khi chúng ta sạc á, chúng ta cắm vào cổng micro USB này nè, thì nó sẽ có đèn màu xanh, và chúng ta khi đầy nó tự ngắt, nhưng mà nó vẫn đèn màu xanh vẫn sáng khi khi được cắm sạc mà ha. Các bạn để cắm sạc qua đêm là ok, nó sẽ đầy sáng ngay, chúng ta tháo ra thôi ha. 2.5 ở đây 2W nè ha, còn đây là 9.5W nè, đèn sạc nè. Sản phẩm này có gì đặc biệt để mình sẽ đi vào luôn ha, tại lâu lắm rồi mình mới giới thiệu một sản phẩm mới của Comet, thì thời gian lúc này bận quá. Sản phẩm rất là đẹp ha, mới ra lò luôn, CRT 455 nha các bạn ha. Các bạn lưu ý mã hàng đây, CRT 455. Các bạn dễ dàng mua sản phẩm này trên mall Comet của mình nè, rồi ở điện máy chợ lớn nè, siêu thị Aeon Mall nè, siêu thị Conan nè, siêu thị Cướp Mắt nè. Đó, đó là những nơi mà chúng ta hay mua trực tiếp, còn mua online chúng ta mua qua mall Comet hoặc là Tiki ha.
chỉ cần vào những cái mua online, bạn vào đúng cái sẵn cái thời gian đó, đó bạn gõ mã hàng là ok. Thứ nhất chúng ta đi vào đèn pin trước, nhấn lần đầu tiên chúng ta nhấn một lần thì nó sẽ sáng như một đèn pin ha, nhấn một lần đó. Đây là đèn pin 2W rất là sáng mà ha. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về ba chức năng đó trước rồi chúng ta sẽ vào phần dimmer sau. Các bạn nhấn lần thứ hai là phần đây, mình sẽ sắp nhấn nha. Nhấn lần thứ hai là nó như một đèn chiếu sáng khẩn cấp. Đó thì với chức năng này thì chúng ta đi phượt á thì chúng ta mang theo mới là hiệu quả ha. Chúng ta có vấn đề gì mà cần tìm đồng đội hoặc là cần sự chú ý á thì chúng ta sử dụng chức năng đèn chiếu khẩn cấp này ha. Và khi chúng ta nhấn lần thứ ba thì chúng ta sử dụng chức năng đèn sạc, quá đẹp luôn đó. Khi chúng ta ở nhà cúp điện á thì chúng ta sử dụng chức năng đèn sạc, một cái đèn đèn sạc kim đèn pin rất là đẹp và chúng ta dễ dàng sử dụng nó như một cái đèn trang trí trong nhà rất là đẹp luôn đó. Thì đó là sơ qua về ba chức năng chính ha, đèn pin, đèn chiếu khẩn cấp và đèn sạc ha. Đó là một cái điều mà mình rất thích ở sản phẩm này CRT 455. Và điều chỉnh ánh sáng thì sao? Điều chỉnh ánh sáng bất kỳ chức năng nào, đèn pin, đèn chiếu khẩn cấp hay đèn sạc, chúng ta đều có thể điều chỉnh ánh sáng được nếu chúng ta nhấn chức năng đó và chúng ta giữ luôn nút nguồn để điều chỉnh độ sáng. Bây giờ mình nhấn lại lần đầu tiên là chức năng đèn pin ha. Nhấn một lần là chức năng đèn pin nè. Đó, khi các bạn muốn điều chỉnh độ sáng cho nó nhỏ lại á thì chúng ta nhấn và giữ luôn nút nguồn nha. Mình nhấn và giữ luôn đây ha, 1 2 3. Đó, các bạn thấy ánh sáng nó thấp lại ha. Rồi mình nhấn lần thứ hai là chức năng đèn chiếu khẩn cấp. Đó, kể cả chức năng đèn chiếu khẩn cấp mà chúng ta muốn điều chỉnh độ sáng cho nó nhỏ lại ha, để nhỏ lại thì chúng ta vẫn giữ luôn được, giữ luôn cho nó mờ lại. Chúng ta buông ra thì chức năng chiếu sáng khẩn cấp nó sẽ mờ lại ha. Và chức năng thứ ba là đèn sạc ha. Khi chúng ta cúp điện chúng ta mở đèn sạc mà khi chúng ta muốn đi ngủ á, có thể là cái chế độ mặc định hơi sáng thì chúng ta sẽ nhấn và giữ luôn để cho ánh sáng nó vừa lại, nó dịu lại cho đến khi nào chúng ta thấy nó thích hợp để ngủ á, thì thôi ok đó. Bây giờ nó sáng rất là mờ ha, để chúng ta duy trì cái ánh sáng vừa phải mà vẫn có độ sáng để chúng ta ngủ đó. Thì đó là chức năng điều chỉnh độ sáng, đó là cái lý do mà người ta để trong đây là 3.5 giờ nếu chúng ta sử dụng ánh sáng đèn pin mạnh nhất, hoặc 80 giờ nếu sử dụng đèn pin ở chế độ thấp nhất, hoặc đèn bàn cũng vậy ha. Đèn bàn gọi là đèn sạc á thì 1.5 giờ nếu sử dụng ánh sáng mạnh nhất và 40 giờ nếu sử dụng ánh sáng thấp nhất. Đây là một sản phẩm theo mình là rất là phù hợp để chúng ta sử dụng trong nhà, đi chơi đi du lịch chúng ta mang theo là tiện ha. Đặc biệt á là ở nhà chúng ta thể sử dụng nó như một cái đèn trang trí ha, chúng ta thể để tại đây ha, chúng ta thể để trong nhà như một cái đèn trang trí. Buổi buổi tối thì thích đó, thì chúng ta nhấn để gì thôi ha. Còn đi chơi thì chúng ta có thể dễ dàng bỏ vào ba lô á, chúng ta bỏ vào ba lô chúng ta đi du lịch, mà đi du lịch mà ra biển hay gì cần độ sáng mà để ăn uống hay lên rừng lên núi gì đó thì chúng ta lấy ra chúng ta sử dụng chức năng đèn pin hoặc đèn bàn để mà chúng ta tận hưởng cái không khí cùng các người bạn của mình ha. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Các bạn nhớ giúp mình mã hàng là CRT 455. Như mình nói ha, giờ mình sorry các bạn ha, để mình hướng dẫn thêm các bạn về cái việc sử dụng chức năng sạc ha. Cái đèn này có thể sử dụng vừa sử dụng vừa sạc. Cho nên khi chúng ta gắm vào đây nè, đó, thì chúng ta cắm nối sạc á, chúng ta nói gì á, chúng ta dễ dàng á là chúng ta lấy cái này nè, chúng ta tháo cái cốc sạc điện thoại ra, chúng ta cắm vào cốc sạc điện thoại và chúng ta cắm vào điện trực tiếp để sạc cho nó ha. Tại vì nó dùng
3.7V thì nó tương đương với cái nguồn điện của điện thoại mình, cho nên chúng ta cứ nối cái này vào cái cốc sạc và chúng ta sạc thôi. Trường hợp chúng ta không có cốc sạc thì chúng ta nối vào cục sạc dự phòng ha, nối vào sạc dự phòng. Thì chúng ta thấy là đã sạc cho nó rồi ha. Đó, khi sạc các bạn thấy bị sạc rồi nó có đèn sáng màu xanh nè. Đó, khi sạc nó có đèn sáng màu xanh đây ha. Và chức năng chúng ta vừa vừa sạc vừa dùng vẫn được bình thường ha. Các bạn lưu ý là chức năng vừa sạc vừa sử dụng nó khá là tiện. Mình biết tại sao là tiện không? Nghĩa là khi pin của nó chỉ là 1.800 mAh như mình giới thiệu rồi ha. Khi chúng ta cúp điện quá lâu ha, chúng ta cúp điện quá lâu nhà, ta chỉ cần có cái pin sạc dự phòng thôi. Các bạn biết hồi nãy mình nói rồi ha, khi cái đèn pin nó sử dụng tới 3.5 giờ nếu chúng ta sử dụng liên tục, và đèn bàn là đèn sạc nè, đèn trên đây gọi là đèn sạc, cái đèn bàn tùy các bạn gọi ha, thì chúng ta sử dụng được 1 tiếng rưỡi, nhưng mà pin nó có 1.800 thôi. 1.800 chúng ta sử dụng đèn pin được 3 tiếng rưỡi, đèn bàn được 1 tiếng rưỡi. Thì nếu chúng ta có một cái cục sạc dự phòng 10.000, 20.000 mAh, gấp 10, gấp 5, gấp 7, gấp 10 rồi gì á, như vậy á, thì chúng ta sẽ sử dụng rất là lâu. Nghĩa là cái bây giờ cái dung lượng của nó, cái dung lượng của thằng này nè, nó tùy thuộc vào cái nguồn cấp là cục sạc dự phòng chúng ta ha. Cho nên khi mà sở hữu cái sản phẩm này với chức năng vừa sạc, đây đang sạc các bạn ha, đèn xanh nè, chức năng vừa sạc vừa sử dụng á, thì chúng ta an tâm là cúp điện bao lâu cũng không sợ luôn, nếu chúng ta có một cái nguồn cung cấp cho nó ha. 1.800, còn này là tới 20.000 thì chúng ta sử dụng mấy ngày trời luôn, chừng nói là cúp điện 5 tiếng hay 10 tiếng ha, bạn không phải lo. Đó là cái điểm hay của cái việc mà chúng ta sở hữu cái đèn này đó. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Clip hơi dài, mong là các bạn sẽ ủng hộ Comet với sản phẩm mới là CRT 455. Xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.